Rồi anh chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kịch của miền Tây sông nước anh em mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Nay mình ra sông tiếp mọi người. Mình cũng phải ra sông chơi cá mọi người. Ngay sau mình đặt mấy chủ tép phục thù lại bữa hôm này. Đó, đặt có 20 cơm. Nay đặt lại là có chục nào mọi người. Nước này đang ròng, lục bình quá tài luôn nè mọi người. Cỏ hết học rồi chứ. Nay lục bình xanh mướt luôn, nhiều hơn hổm nhiều rồi. Kèo nhồng nhồng luôn. Quá tài gạo tài luôn rồi. Tốt. Đó, nước đang ròng chảy dù luôn, không thấy chiếc xà lan nào chạy tới. Đó, bánh con chiếc. Bánh con chiếc đang chạy. Đó. Nước này im quá, không có sóng, đều sụp bình nhiều quá mọi người. Mình cũng có đi chạy nè. Nước cũng đang ròng lắm mọi người. Đây, mấy cái bẫy mình đây nha. Này phục hồi lại tiếp. Chục cái. Hai cái bẫy lớn, 8 cái bẫy nhỏ nha mọi người. Rồi, mình chuẩn bị đi đặt thôi mọi người. Yêu rồi. Hy vọng là đợt này sẽ có heo đồng rồi. Nên đặt cũng mồi chuối nữa nha mọi người. Vinh hai cái lên đây đặt. Lên tên này nha. Đến lên đừng quay tiếp cho mọi người xem nha. Giờ ngủ xong rồi nè mọi người. Cũng đi xem bữa hổm vậy đó. Chắc một đống vậy á. Cho nước to nước nó lớn. Bình nó nổi. Có dính chuột chuột cũng chết nha. Quá tài này có luôn. Bình này lớn cao quá mọi người. Hết thọc. Mình đặt đây cái đầu tiên nha. Đặt tiên cái đầu tiên này đây. Rồi. Cái đầu tiên nha mọi người. Cái bự đầu tiên luôn. Đó. Cũng tên đó là đường mình đi ra sông chạy cá nha. Này có nhiều hơn đợt rồi mình đặt mấy mọi người. Quá trời gạo lại gạo tai luôn. Mình cũng cái đông. Rồi cái đầu tiên nha. Tiếp phần mọi người. Đặt kia kìa. Tỏ kìa. Cái này mình sẽ đặt đây nha. Cái đầu tiên đặt cái đó đó. Cái này mình đặt cái đây luôn nha. Rồi. Ăn cá nha mọi người. Đó, xà lan chạy lên nè. Chiều rồi tối rồi đó. Nước này lục bình nhiều ghê chứ. Mà nước im ghê mọi người. Cái hai nha. Cái ba đây. Cái bên luôn. Đó, cái lúc mà của mình ra ngoài đó mọi người. Ông này chưa sửa lên nữa. Nay sập. Còn lú hết chớp đây nè. Đồng bình nó đè lên hết tờ mọi người. Không có không mà sửa nữa. Đó. Đây, thứ ba nha. Còn 7 cái này nè mọi người. Rồi, đem đi đặt tiếp nha mọi người. Đi dài dạng dưới. Rồi, tiếp tục cái thứ tư. Đem đặt đây nha. Đó. 4 cái. 6 cái nè mọi người. Đây. Sao cái nữa rớt bảy cái đường mình lụm luôn mọi người. Bình nó cao một màu xanh luôn à. Quá trời xanh. 36 đủ rồi đi thôi. Lại cái bọng bọng bằng nó đặt tiếp nha mọi người. Tắm chính mình ăn cơm đóng này coi có món nào tắm luôn nha. Dòng là có chục tắm đâu rồi. Bằng khổng lồ á. Quá trời cái bọng bằng luôn. Cái bằng này chắc nữa giờ bữa con gái mọi người. Nguyên cái bọng. Còn cái vỏ da không mà sao sống nổi. Cũng không. Bằng đây là còn cái bằng đây là góc bự nhất á. Mấy góc nhỏ nhỏ không? Còn góc này là bự nhất. Nó gãy hết nhánh này. Còn có nhánh này nè. Đây cái năm nha. Đây cũng lại là cá bồng này. Nó có gác nữa rồi đó mọi người. Khủng à. Một cái nữa. Ây da. Ây da. Một cái nữa mọi người. Rồi bà anh đặt con cá nha. Chưa đem cá đi. Mình đặt như vậy xuống dưới.
Đập hạ cái nữa đi. Ủa, bán đặt hai cái nữa mọi người. Rồi thì dài dài với nha. Cái sáo mọi người ơi, tiếp tục thôi. Ây, bốn cây nữa. Bốn cây nữa mọi người ơi. Có gì đâu, quá trời có. Hết hồng tốt. Rồi, nên làm đầy ngủ nữa nha. Rồi, cái bẫy đây nha mọi người. Tiếp cái 8 nha. Còn hai cái mình bằng tay ngược lại đặt nha. Cái 8 đây nha. Mình quanh lại ngược lại đặt hai cái nữa nha mọi người. Nó cũng lại là cái bằng hổm nè. Mình đặt trên cái bằng này nè. Mình đặt dưới đây thôi. Mình quanh lại đặt hai cái nữa, mình vô luôn. Ơi, vẫn là mai sẽ có heo đồng. Rồi, bây giờ mình đặt hai cái kìm quay cho mọi người xem luôn nha. Đó. Nước đá không mọi người. Im gu mà đều lọc bình nhiều quá. Rồi, để mình đi lần lần hả là lần lên. Cái chính đây nha. Cái 10 đặt cũng sát bên luôn. Đây, cái 10 cái cuối cùng đây. 10 cái. Đó đó. Rồi. Mình chuẩn bị do nha mọi người. Hẹn mọi người sáng mai nha. Để coi có ăn quả không nha mọi người. Hy vọng là có ăn quả để quay cho mọi người xem nha. Đó. Nước đang rồng nha. Rồi, chuẩn bị lên thôi. Tại cũng đang sắp tối nè mọi người. Với lại chuyển mưa nữa. Rồi, lên nha. Bye mọi người nha. Mọi người sáng mai nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người buổi sáng nha. Nam đi ra 27 mọi người. Nước cạn rồi nè. Mà nó cũng đang lớn mọi người. Bình trở lên quá tài luôn. Đó, quá tài lục bình quá đất. Gì đâu lục bình khủng khiếp. Hết hồn thì chứ. Có chiếc tàu sẽ đang chở hàng container quá tài luôn mọi người. Đó có chiếc tàu chán cho bá nữa luôn. Đó, ghê thiệt. Nước nó cạn ghê luôn nè mọi người. Lầu cái lú mình luôn rồi đó, qua ngập đé đé mà lọc bệnh quá. Giờ đang nước lớn nè mọi người, đang nước lớn trở lên nha. Giờ đến đi thăm mấy cái bãi chuột rồi con nào nha mọi người. Rồi đến chừng nào tới mấy cái bãi mình về cho mọi người xem nha. Từ đằng xa xa thấy có sập một cái mọi người. Qua wow, con chuột cơm đây. Ôi, cắn một đống ghét luôn đó. Chuột to chứ vậy. Đây một con mọi người, cống mét, cống mà cống mét mọi người, con lan đó. Quá khủng, quá to luôn. Ồ ồ, xíu xíu đó, tiếp nha, to lắm đó. Rồi đi tiếp mọi người, mình dùng mấy cái sao có chục cống nhâm mày này cũng ngon rồi đó. Tiếp cái hàng mọi người. Rồi, cái này cũng sập mọi người. Ngày không có nha. Chụp anh. Chụp cái luôn. Rồi, cái bà cũng không chụp luôn. Bắt cái. Đây thôi. Tiếp nha. Tiếp nha mọi người. Bảy cái nữa. Đó, cặp dính một con nữa. Con cơm nữa mọi người. Cơm ngon lành. Quá ngon, quá ngon. Rồi, tiếp tục đây. Tiếp tục có hàng ra. Hàng bọng đây. To không đây? Khui khui. Khui khui. Sụp nữa. Một con nữa mọi người. Có lý, có lý. Đây. Một con nữa nha. Có hàng tiếp. Có hàng tiếp, có hàng tiếp. Ba con rồi đó. Để đây luôn đi.
xuống thăm hai ba cây này nè. Ủa, cái này không sạch mọi người, sạch nha. Rồi cái này cũng không sạch luôn. Rồi cái này cũng sạch luôn mọi người. Rồi những dòng ngược lên còn hai cái tên nữa nha. Hình cái bên kia cũng sạch luôn mọi người ơi, cái chín nè sạch luôn, còn chỉ còn cái cuối cùng thôi. Đó chắc được có ba con mọi người, cùng đây nè, sạch không, không sạch luôn. Rồi không có 10 cái được ba con mọi người, nên là gom mấy cái bãi kia tổng kết quá cho mọi người xem nha. Ba con nước đèn lớn quá tài cỏ luôn, quá tài lục bình luôn. Đây, đây chụp cái bẫy của mình nè, đó, nhìn được có ba con. Nam có cống nhùm mọi người, một cái cống làng, còn cống làng, cái hang vịt cơm mọi người, đó, hang vịt cơm to kìa luôn. Hang cơm khủng, đó, đã chưa? Cái con này cũng gặp con này cũng nhâm cũng ngon rồi, cũng lan rồi. Rồi chụp cái bẫy mình được ba con nha. Đó đây nước đang lớn chảy vụ vụ luôn, tàu này lúc bình đầu khủng khiếp đi chứ, qua trời qua đất vậy sao không biết đi sao đi chạy cá được ạ. Rồi giờ mình chuẩn bị ra do nha mọi người. Rồi mọi người mình cũng xin kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp anh em mình nha. Mong mọi người ủng hộ anh em mình nha. Bye bye mọi người.